Mình cải với măng tây cho người này, hai này mình nấu sơ sơ qua. Càng nhìn đẹp quá. Đây là măng tây nè mọi người, đây là bông cải súp lơ đó, với củ cải đỏ mình đã bằm ra sẵn nè mọi người. Đây là mấy con tôm mình cũng cắt khúc ra sẵn nè, mình lột vỏ nè, mình chuẩn bị nấu cháo thôi mọi người ơi. Ẩm dài bị cảm quá nên mình nấu cháo ăn giải cảm nha. Mình đang nấu cháo nè mọi người. Mình có cắt bằm một ít củ cải muối vô đây nè mọi người, mình để vô trước tặng cho nó ra cái nước mặn nha. Mình cho dầu và tỏi chi vô mọi người. Mình sẽ thử mấy con tôm trước nha. Thử mấy con tôm để mình cho vô nồi cháo đó. Cho ít kia cái gì đó nè, ta nó đậm đậm con tôm đi. Mình cho củ cải đỏ bằm vô trước người ơi, tại nó lâu chín lắm. Giờ mình sẽ cho bông cải với măng tây cho người ơi. Cái này hai này mình nấu sơ sơ qua là mình ăn được rồi mọi người, nó sẽ giòn hơn đó. Chứ mọi người mà nấu lâu quá hả là nó mịn, nó không có ngon. Bông cải mình nấu nó nhiều quá, lâu quá nó chua. Mình cho tôm vô luôn nha mọi người. Bây giờ mình nêm nếm là mình đảo vàng dòng, mình nêm nếm đọc là mình ăn được rồi mọi người ơi. Wow, mà xanh rồi, cam nhìn đẹp quá. Ngon lắm mọi người ơi. Giờ cuối cùng mình cho hành lá vào là mình ăn được rồi, là chín rồi đó nha. Và chuẩn bị cái tôm mình cho giá cái này nha nha. Và mình múc cháo ra ăn thôi. Nhiều quá. Và thơm bát ngát luôn nha. Cho thêm ít hành lá nha, làm ít ngò gí nha. Tiêu nó này rồi, nó thơm ít chất. Làm một ít tỏi xay nha. Vậy là xong nè mọi người ơi. Mọi người cùng ăn với mình nha. Cháo bông cải súp lơ nè, rồi củ cải đỏ nè, củ cải trắng, củ cải muối nha mọi người. Rồi với măng tây nữa đó. Nè mình bằm cho hết nè, hở nó thơm lắm luôn mọi người ơi. Ngồi dưới mình cũng hái nhà nè. Rồi hành lá mình cũng trồng nhà mọi người. Rồi thơm quá. Xin mời mọi người nha. Ăn giải cảm người ơi, thơm quá, thơm bát ngát luôn đó. Nhà mình có nguyên liệu gì mà mình bỏ cho mình ăn mọi người. Y gan luôn, cháu người ta bán luôn mọi người, thơm quá.